Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là một con ong. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán con ong này. Để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị: thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút giả, thứ ba là một chiếc kéo và cuối cùng là hồ dán.